Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Bài thực tập cơ bản nhất của thiền đó là có dòng thiền hiểu biết hay là dòng thiền Vipassana, đó là làm sao để mà mình đưa tâm mình trở về với hiện tại, giây phút này, bây giờ. Tại vì tâm của mình thường hay phiêu lưu, lang thang ở trong quá khứ, suy nghĩ về những chuyện đã qua, ít nhất là hồi sáng, ngày hôm qua hay là tuần rồi, với những ký ức, với những kỷ niệm. Hoặc là tâm mình sẽ bay nhảy đi về tương lai, dự phòng, tính toán, lo lắng, lên kế hoạch, dự án. Chứ khi nào tâm mình chịu có mặt trong giờ phút của hiện tại. Tại vì chúng ta có một cái niềm tin rằng trong giờ phút hiện tại chúng ta chưa có đủ những điều kiện của hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm thêm những điều kiện hạnh phúc khác, và nó nằm ở trong tương lai. Cho nên là chúng ta không có đủ cam tâm để thường trực giữ tâm của mình trong giây phút của hiện tại, để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Nhất là những người trẻ, họ rất là lo lắng cho tương lai, cho sự nghiệp. Cho nên lúc nào cũng nghĩ về chuyện sắp xảy ra, dự phòng tính toán, hơn là thưởng thức giây phút của hiện tại. Đành rằng là chúng ta cũng cần có những dự phòng, có sự chuẩn bị. Chúng ta cũng cần lên kế hoạch dự án. Nhưng mà chúng ta chỉ cần vài phút hay là vài chục phút để làm chuyện đó thôi. Thời gian còn lại là mình phải sống sâu sắc trong cái giây phút này. Mà thật ra thì chúng ta sẽ không bao giờ sống được với giây phút của tương lai. Hoặc là chúng ta cũng không bao giờ sống được với giây phút của quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống được giây phút này thôi. Giây phút của hiện tại. Cho nên cái bài thực tập đầu tiên khi mà bạn đến với thiền đó là học cái cách làm sao để mà an trú trong hiện tại càng lâu bền càng tốt. Trong cái giờ thiền buông thư, tức là thiền nằm, chúng ta được hướng dẫn quan sát từng bộ phận trên cơ thể. Có thể từ lâu rồi mình không có chú ý tới cơ thể của mình. Mình chỉ chú ý đến nó khi mà mình bị đau nhức, khi cơ thể mình bị thương, là bị đau nhức ở cái vùng nào đó. Hoặc là khi mình đi tắm thì mình có tiếp xúc, có cảm nhận sơ sơ trên cơ thể của mình, nhưng mà mình chưa có thật sự đối mặt, nhìn rõ cái tình trạng của cơ thể của mình, từng bộ phận trên cơ thể của mình. Thì cái giờ thiền buông thư là một cái cơ hội để mà mình nằm xuống, tức là mình gác hết mọi sự bận rộn để mình quyết tâm mình nằm xuống. Và cái công việc của mình duy nhất đó là cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể. Đầu tiên là các bạn được hướng dẫn là chú ý tới mắt, rồi chú ý tới môi, hoặc là chú ý tới bàn chân, ngón chân. Thì khi cái sự chú ý nó đi tới đâu, tức là tâm chúng ta nó đi tới đâu, thì nó sẽ cảm nhận trực tiếp cái bộ phận đó một cách trọn vẹn. Thí dụ như khi tâm chúng ta nó chú ý vào gương mặt, chú ý vào toàn gương mặt, hoặc là nó chọn một bộ phận nhỏ hơn, đó là đôi môi hay là đôi mắt nó chú ý vào, thì trong khoảnh khắc đó chỉ có tâm của chúng ta và cái bộ phận đó thôi. Chỉ có sự cảm nhận và đối tượng của sự cảm nhận đó là đôi môi hoặc là đôi mắt. Chỉ có hai cái đó thôi. Chỉ có một cặp đang tồn tại. Mà không có những cái ý niệm, không có những cái sự tưởng tượng, không có sự lo lắng, không có bất cứ một cái gì nó chen vào giữa một cặp đang diễn ra như vậy.
Và suốt tiến trình buông thư chúng ta sử dụng cái thủ pháp đó. Tức là đưa sự chú ý tới đâu thì chỉ có sự chú ý với bộ phận đó thôi. Và cố gắng loại trừ những cái ý niệm nó chen vào. Nhưng mà những ý niệm nó vẫn cứ tiếp tục chen vào. Trong khi mình buông thư, mình đang chú ý vào đôi bờ vai chẳng hạn hay là đôi cánh tay, thì mình mới chú ý được nghe người hướng dẫn là hãy chú ý đôi bờ vai hay cánh tay, thở vào, thở ra và thả lỏng. Mình thả được mấy cái bắt đầu tâm mình đã phóng đi vèo vèo, đi về về tới nhà, rồi nó coi chuẩn bị chiều nay nấu ăn gì. Hoặc là nhớ chuyện hồi sáng này người kia đã nói mình một cái câu rất là đau lòng chẳng hạn. Cái tâm mình nó không có dễ thuần phục. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm viên. Tâm viên tức là tâm nó giống như con khỉ. Con khỉ thì nó không bao giờ nó đứng yên một chỗ, nó cứ chuyền cành liên tục. Cho nên tâm mình nó cứ hoạt động liên tục, nó không chịu dừng nghỉ. Mà chúng ta cần cái trạng thái dừng nghỉ. Tại vì khi tâm chúng ta nó dừng nghỉ thì nó sẽ tạo ra được cái thế cân bằng, thế quân bình. Tại vì nó suy nghĩ nhiều quá, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó dự phòng nhiều thứ quá, cho nên nó mất cân bằng. Thì ít nhất là khi tâm dừng suy nghĩ lại thì nó tạo ra được cái thế cân bằng. Ngoài ra là khi cái tâm nó bắt đầu cân bằng rồi thì nó bắt đầu có cái sự trong sáng, sự sáng suốt, hay là bắt đầu có cái trí tuệ nó xuất hiện. Có những cái thấy nó chỉ có thể biểu hiện khi mà tâm chúng ta nó bắt đầu có cái sự thư giãn, có cái sự trong trẻo, có cái sự tĩnh lặng. Thì vậy cho nên là chúng ta phải học cho bằng được. Về mặt lý thuyết thì nó không có nhiều, không có khó, nhưng mà vấn đề đây là kiên trì luyện tập. Đầu tiên là Đức Phật đề nghị chúng ta nên tiếp xúc với cơ thể của mình trước. Cơ thể của mình luôn có mặt trong hiện tại với mình, thân mình đang có mặt ở đây. Và nó là một cái đối tượng rất là dễ cảm thụ, dễ nhận ra. Thí dụ khi bạn chà nóng hai lòng bàn tay lên, cái bạn đang chà như vậy mà các bạn nhắm mắt lại cảm nhận, thì lúc đó các bạn sẽ ý thức rõ toàn bộ tiến trình của hai bàn tay đang ma sát chạm vào nhau. Và khi bạn cảm nhận rất là rõ, tay bạn đẩy lên đẩy xuống, ngón này nó chạm vào ngón kia, lòng bàn tay này chạm vào lòng bàn tay kia, rồi bạn cảm nhận được cái độ nóng của lòng bàn tay, rồi bạn áp lòng bàn tay vào đôi mắt đang khép nhẹ, cả một tiến trình này được nâng niu, được cẩn trọng, thì giây phút đó là giây phút của thiền. Ngay cả khi bạn đang đang hoạt động, bạn đang không ngồi yên, cái tay bạn đang ma sát vào nhau mà bạn vẫn đang thiền, là tại vì bạn đã đang có mặt ở đây và bạn ghi nhận được cái tiến trình này. Cái đôi bàn tay nó chỉ là một cái cớ để giúp cho tâm bạn có mặt. Vì vậy cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta tiếp tục khai thác những bộ phận trên cơ thể, bất cứ nó có những cái hoạt động nào, mình hãy chú ý vào những cái hoạt động đó để tâm mình nó ở lại với mình, nó có cái chỗ để nó bám vào. Thí dụ như khi mình nâng một tách trà lên thì đây cũng có thể là một bài thực tập. Tại vì trước đây thì mình nâng tách trà lên thì mình không có để ý cái tiến trình đó. Trong khi mình nâng tách trà lên, mình uống trà, mình vẫn tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục lo lắng, tiếp tục căng thẳng. Bây giờ mình thiết lập một đời sống mới, một đời sống tỉnh thức, đó là khi đưa tay tới, mình biết là mình đưa tay tới. Và khi nâng tách trà lên, mình biết là mình nâng tách trà lên. Và đưa tách trà về, ôm vào lòng hai bàn tay, mình ý thức rất rõ điều đó. Và mình biết rất rõ là bàn tay mình đang ấm dần lên nhờ cái độ nóng của tách trà, và mình bắt đầu uống. Tiến trình này cần diễn ra chậm một chút để chúng ta kịp quan sát. Và càng quan sát thì tâm ta càng có mặt trong hiện tại, và càng có mặt thì quan sát càng rõ, càng chính xác, càng chi tiết những cái gì nó diễn ra trên cái đối tượng mà mình đang quan sát. Tiến trình vừa rồi chúng ta có thể gọi là thiền, tức là quan sát một hành động đang diễn ra. Nhưng thật ra đó là một sự sống.
Sự sống là như vậy. Sự sống là bạn nhận ra được, bạn ý thức được những cái gì đó đang diễn ra xung quanh bạn hoặc là ở bên trong bạn, nghĩa là bạn đang sống trong giây phút đó. Còn nếu những gì đang diễn ra xung quanh hay là bên trong bạn mà bạn không nhận biết được. Tại sao lại không nhận biết được? Tại vì tâm chúng ta nó đã chạy lang thang ở đâu đó rồi. Cho nên là chúng ta không biết được những gì đang xảy ra, thì giây phút đó không phải là giây phút của sự sống. Chúng ta không sống được giây phút đó. Và nếu nhìn kỹ thì mỗi ngày trôi qua như vậy, chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để sống, sống một cách sâu sắc. Có thể mình cũng có sống, nhưng mà sống rất là hời hợt, hoặc là không có sống gì hết. Mình sống trong tình trạng lơ đễnh, hờ hững, lãng quên, sống trong vô thức, đi mà không biết đi đâu, nói mà không biết nói cái gì, làm mà không có sự chú tâm, đổ bể hay là nhầm lẫn tùm lum hết. Và tiếp tục như vậy, Đức Phật đề nghị chúng ta hãy tiếp tục khai thác những cái hoạt động của cơ thể, như là khi bạn đi. Đi cũng là một bài thực tập giúp bạn định tâm, hoặc là đem tâm trở về với giây phút hiện tại. Trước đây chúng ta đi thì chỉ là để thực hiện một cái mục đích gì đó. Đi là một cái công cụ để phục vụ cho một cái mục đích gì đó. Thí dụ như là bạn đi từ phòng ngủ đi tới nhà ăn. Mục đích của bạn đi tới nhà ăn để làm gì? Là để lấy thức ăn và để ăn. Thì lấy thức ăn để ăn là một cái mục đích, còn đi là một cái tiến trình phục vụ cho cái mục đích đó. Và chúng ta dường như là chỉ nhắm tới mục đích mà không để ý tới tiến trình. Cho nên chúng ta không có để ý tới cái cách mình đi, cái thái độ mình đi, hay là cảm thụ được cái bước chân của mình. Nhưng mà khi chúng ta rơi vào một cái tai nạn giao thông, đôi chân chúng ta phải băng bột một thời gian, hay là vì một cái lý do nào đó mà chúng ta không thể sử dụng được đôi chân của mình được nữa, thì bấy giờ chúng ta sẽ tỉnh ngộ ra được một điều rất là cơ bản, đó là có được một đôi chân để mà đi là một điều kiện rất là hạnh phúc. Nếu mà không tin, chúng ta cứ hỏi những người lớn tuổi, những người mà phải sử dụng gậy hay là sử dụng nhờ vào sự giúp đỡ của người khác thì mới có thể di chuyển được, thì chúng ta mới biết là còn được đôi chân để mà đi mỗi ngày như vậy thì rất là hạnh phúc. Chứ không phải là có thật là nhiều tiền, hay là có quyền lực, hay là có ai yêu thương mình thì mình mới có hạnh phúc. Mình có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Vậy thì khi mà bạn đem tâm trở về với giây phút của hiện tại, bạn tiếp xúc trở lại với đối tượng nào thì bạn sẽ thấy rõ được cái giá trị của đối tượng đó. Bản thân của mỗi đối tượng mình tiếp xúc là đều có giá trị hết. Nhưng mà nó trở nên mờ nhạt trong mắt mình từ lâu rồi. Là tại vì mình lại tiếp tục mơ ước những cái điều sắp xảy ra trong tương lai. Cho nên là mình đã đối xử không có đàng hoàng tử tế với những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt xung quanh mình. Vậy thì Đức Phật nói, khi mà bạn đang ở trong một cái tình trạng không có hạnh phúc, tình trạng nhàm chán, hoặc là tình trạng khổ đau, nhưng mà chỉ cần bạn đem tâm trở về với hiện tại. Trong lúc khổ đau rất là khó để mà đem tâm trở về với hiện tại. Tại vì khi mình khổ đau mình suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ về những người đã làm cho mình khổ đau, hay là suy nghĩ về hoàn cảnh, về đối tượng. Nhưng mà nếu mà mình đem tâm mình trở về với hiện tại để mà đặt vào bất cứ đối tượng nào, cho nó tiếp xúc một cách trọn vẹn với đối tượng đó, thì nó nhận ra những cái điều kiện hạnh phúc mà nó đang có. Thì từ đó nó mới biết rằng là những cái điều khiến cho nó khổ đau nó quá ít so với những cái điều kiện hạnh phúc mà nó đang có. Nói một cách khác là chúng ta không có cảm thấy hạnh phúc là tại vì chúng ta quên đi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Mình tiếp xúc, mình biết nó có giá trị nhưng mà không có thấy hết cái giá trị của nó. Chỉ thấy một phần giá trị. Hoặc là thậm chí mình nghĩ rằng những đối tượng, những điều kiện hạnh phúc đang có mặt xung quanh mình, nó hiển nhiên, mặc nhiên phải có mặt đó cho mình. Thí dụ mình nghĩ cha mẹ mình thì phải có mặt ở đó cho mình thôi. Cho nên mình không có thấy được là còn cha mẹ là một điều kiện hạnh phúc.
Đến khi cha mẹ mình đau yếu hay là mất đi thì mình mới khóc ré lên, là mình nói là mình là cái khổ nhất trên đời. Thì cái thói quen con người chúng ta là như vậy. Cho nên chỉ cần có một cái sự tỉnh thức. Tỉnh thức tức là một sự có mặt, đem được tâm từ trong quá khứ hay là từ trong tương lai trở về với hiện tại, thì chúng ta đã vén lên nhiều cái bức màn vô minh ở trong chúng ta, để chúng ta thấy được những cái giá trị đích thực của những đối tượng xung quanh chúng ta, mà ngay cả cái cơ thể chúng ta cũng là một kho tàng của hạnh phúc. Một đôi mắt sáng nó còn quý hơn cả hai viên ngọc. Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ nó là điều kiện của hạnh phúc đâu. Mà nếu mà đôi mắt của mình vì một cái lý do gì đó, một cái cơn bạo bệnh nào đó mà nó không còn nhìn thấy được nữa, mình không còn nhìn thấy được gương mặt của người thương mình nữa, thì đau khổ vô cùng. Cho nên khi mà bạn có sự tỉnh thức, bạn mở mắt nhìn một cái gì, bạn thấy hạnh phúc cái đó. Mặc dù cái đối tượng đó như thế nào đi chăng nữa không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn thấy được, bạn cảm thụ được. Vậy thì trong cái nguyên tắc của thiền tập là khi bạn tiếp xúc với đối tượng nào thì bạn phải dùng ý chí của mình để loại bỏ những cái rác rến ở trong đầu, để chỉ có bạn và nó thôi, một cặp đang tiếp xúc với nhau. Giống như là khi bạn dở bước chân lên và đặt bước chân xuống, bạn biết rằng chỉ có bước chân và chỉ có sự cảm thụ, tâm bạn đang cảm thụ và bước chân đang di chuyển, chỉ có bạn với nó là một cặp đang có mặt. Và cố gắng xóa những đối tượng xung quanh, đừng để ý nhiều hoặc là không cần để ý tới đối tượng xung quanh. Đây là quá trình thiền tập. Thiền tập không nhất thiết là phải ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là một phần nhỏ của thiền tập thôi. Thiền tập là bạn phải phát triển được khả năng tỉnh thức, khả năng có thể có mặt trong giờ phút hiện tại càng nhiều càng tốt. Đó là bài tập cơ bản mà cũng rất là quan trọng. Và ngồi thiền nó chỉ đóng góp thêm, là một cái cơ hội, là một điều kiện ưu tú để mà giúp cho bạn dễ dàng mang tâm mình trở về với giây phút hiện tại, so với những cái hoạt động khác thôi. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể hành thiền ở mọi lúc, mọi nơi. Lúc nào mình có sử dụng tới cái cơ thể của mình, như là khi mình ngồi xuống nè, khi mình đứng lên, mình ngồi xuống mình cảm nhận là mình đang ngồi xuống, biết rất rõ là mình đang từ từ ngồi xuống, đang ngồi xuống và ngồi xuống xong rồi. Và khi mình đứng lên cũng vậy, bắt đầu đứng lên, đang đứng lên và đứng lên xong rồi. Ít nhất mỗi một cái tiến trình diễn ra như vậy mình chia làm 3 giai đoạn để mình cảm thụ nó. Thì đó chính là hành thiền. Chi mà mất công vậy? Tại sao không đứng lên cái xẹt, ngồi xuống cái rẹt cho nó khỏe, quan sát làm chi cho nó mệt, suy nghĩ cho nó khỏe. Tại chúng ta thích suy nghĩ mà, ngồi xuống cũng suy nghĩ, đứng lên cũng suy nghĩ, đi cũng suy nghĩ, rồi đánh răng cũng suy nghĩ, rồi uống nước cũng suy nghĩ, rồi ăn cơm cũng suy nghĩ, rồi nói chuyện với người này mà suy nghĩ tới người khác, rồi ngủ cũng suy nghĩ, rồi còn mớ nữa. Cho nên là dường như là chúng ta rất là quen suy nghĩ, thích suy nghĩ và có rất nhiều tài năng suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không có tài năng dừng lại suy nghĩ. Tại vì càng suy nghĩ là càng rối tung, càng suy nghĩ là càng cạn kiệt năng lượng, càng suy nghĩ là càng xa lìa cái đối tượng mà mình quan sát. Chúng ta cũng cần suy nghĩ, nhưng mà phải đặt nó vào một cái khuôn khổ thích hợp. Cần suy nghĩ thì suy nghĩ, cần dừng lại thì dừng lại. Và trạng thái không suy nghĩ đó chính là cảm thái, cảm nhận. Cảm nhận trực tiếp. Thí dụ khi bạn uống trà, cần sự cảm nhận chứ không cần sự suy nghĩ. Bạn đâu cần suy nghĩ trà này là trà gì, từ đâu ra, ai làm ra trà này đến từ đâu, ai tặng trà, rồi trà này có hiệu gì, nó có ướp cái gì ở trong này không. Những suy nghĩ đó làm bạn không tiếp xúc được với trà, mà bạn loại những cái rác rến đó qua một bên. Chỉ có sự cảm thụ trực tiếp giữa đôi tay bạn, rồi lưỡi bạn chạm vào trà.
và bạn sẽ tự biết nó như thế nào. Đó là điều chúng ta cần phải luyện tập. Cảm thụ trực tiếp một đối tượng mà không cần suy nghĩ. Những người mà bị những cái chứng bệnh tâm lý, chứ là bị trầm cảm, bị hoang tưởng, rồi thậm chí rơi vào tâm thần, là do cái tần suất suy nghĩ của họ quá khủng khiếp. Và một số triệu chứng mà bạn có thể nhìn thấy là mắt họ lúc nào cũng láo liên, hay là mắt họ đờ đẫn, nhìn họ phờ phạc, không có thần lực. Nói một cách khác là một người có thần lực là một người có cặp mắt rất là yên định. Và có một cái phong thái bên ngoài cũng rất là yên định. Tại vì họ không cần lo lắng nhiều. Họ mặc kệ những gì sắp xảy ra. Tại vì họ có niềm tin rằng họ đủ sức để mà ứng phó. Còn khi mà chúng ta không có đủ niềm tin vào bản thân của mình, cho nên là chúng ta đã lo lắng chuẩn bị trước, tìm mọi cách để mà ứng phó trước. Nhưng mà nhiều khi những cái suy nghĩ của chúng ta nó quá sức là dư thừa, là tại vì nó đã không xảy ra. Những sự tiên đoán của chúng ta là sai bét. Chúng ta tưởng tượng nhiều quá, chúng ta lo lắng nhiều quá mà nó không xảy ra. Là do chúng ta sợ hãi. Mà sợ hãi là do thiếu niềm tin nơi bản thân, thiếu kỹ năng ứng phó, thiếu sức chịu đựng. Những người mà họ không rơi vào vũng lầy khổ đau, không phải tại vì họ không có những khó khăn, mà họ có một cái khả năng ứng phó, mà kể cả cái cách ứng phó của họ là họ chấp nhận cái sự mất mát đó, chấp nhận cái sự yếu kém đó, chấp nhận cái sự hư hao đó. Họ chấp nhận được. Họ không cố gắng phải trở thành một cái người lúc nào cũng có những điều kiện tối ưu hết. Cho nên rất là khỏe, rất là thoải mái. Mình nhìn những cái người thông dong tự tại không phải tại vì họ không có những khó khăn. Họ có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà họ chấp nhận được. Họ đồng ý cho những cái khó khăn đó sống chung với họ. Và để làm được điều đó thì buộc bạn phải có một cái nội lực, inner power. Có một cái sức mạnh ở bên trong. Mà muốn có được sức mạnh bên trong thì một trong những cách tốt nhất đó là bạn nên thường trực đem tâm trở về với hiện tại, quay vào bên trong. Thay vì bạn hướng ra bên ngoài. Và trước giờ là thói quen của chúng ta là lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, để ý người này người nọ, nhận xét, đánh giá, phê bình, hướng tới những điều kiện xảy ra xung quanh, coi thuận lợi hay là trái nghịch. Chúng ta ít có cơ hội quay vào bên trong, và chúng ta cũng không biết những cái kỹ thuật nào để quay vào bên trong. Thì thiền chính là quay vào bên trong. Nếu mà định nghĩa thiền là gì, bằng một cụm từ tiếng Việt cho dễ hiểu, đó là quay vào bên trong. Quay vào để làm gì? Để tìm hiểu, để khám phá và để vượt qua những cái phiền não của chính mình. Tại vì tâm mình là cái cơ quan đầu não, để nó quyết định nên cái giá trị của hạnh phúc hay là khổ đau. Mà mình gần như là không có hiểu gì về tâm của mình hết. Mình tưởng chừng như hiểu, nhưng mà kỳ thực là không hiểu. Không hiểu bao nhiêu về chính mình hết. Thì thiền tập là quá trình quay trở vào bên trong để tìm hiểu chính con người thật của mình. Mà bước cơ bản đầu tiên đó là đem tâm trở về với hiện tại. Ở trong truyện Kiều có hai câu tôi rất thích, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Khi mà Kim Trọng qua thăm Thúy Kiều trước khi về thọ tang cho chú, thì Kim Trọng đã nói như vậy. Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Tức là bây giờ chúng ta hãy nhìn nhau cho tận mặt, cho kỹ, biết đâu rồi mai này chỉ còn gặp nhau trong giấc mơ mà thôi. Và đó có thể là một cái lời, một cái điềm báo, để rồi sau này Kim Trọng tuy còn gặp lại Thúy Kiều nhưng mà là một con người khác. Thúy Kiều đã là một con người khác, mà Kim Trọng cũng là một con người khác. Tại vì tâm thức con người biến đổi liên tục, không có giờ phút nào giống giờ phút nào hết. Nhưng mà cái câu này có một cái điểm mà chúng ta cần chú ý, đó là bây giờ rõ mặt đôi ta. Thì chúng ta muốn mượn cái hình ảnh giữa Thúy Kiều và Kim Trọng làm một cặp để chúng ta sử dụng cho cái bài thiền tập của mình. Khi mình tiếp xúc với đôi chân của mình cũng có nói là bây giờ rõ mặt đôi ta. Mình với đôi chân mình là một cặp. Và chỉ có đôi ta thôi, không cho người thứ ba chen vào. Chỉ có mình và đôi chân khi mà mình bước đi. Chỉ có mình và cánh tay của mình khi mình sắc cà rốt, khi mình chải răng, khi mình tắm rửa, khi mình dọn dẹp. Bàn tay mình rất là mầu nhiệm. Đụng tới cái gì nó thành ra một cái sản phẩm rất là đẹp, rất là có giá trị. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ để ý tới sản phẩm mà mình không để ý tới cái bàn tay của mình. Và mình để cho bàn tay mình hoạt động rất là cực lực. Thì bây giờ mình thiết lập một đời sống tỉnh thức, thì khi mình sử dụng tới đôi tay là phải để ý tới đôi tay, cảm nhận đôi tay, thả lỏng đôi tay. Và khi bạn bạn có sự chú ý, có sự quan sát, có sự thả lỏng như vậy thì đôi tay bạn đỡ cực lực, đỡ đành, mà nó có sự tập trung cao độ để tạo ra những cái giá trị hoàn hảo nhất. Bạn thấy là khi bạn làm cái gì mà có sự chú tâm hết lòng ở trong đó thì cái đó nó trở nên hoàn hảo tốt nhất có thể. Khi bạn ngắm một đóa hoa nở thì bạn với đóa hoa là một cặp. Khi bạn nhìn dòng sông, bạn với dòng sông là một cặp. Khi bạn ngước nhìn áng mây thì bạn với áng mây là một cặp. Khi bạn làm việc với mẹ bạn thì mẹ bạn với bạn là một cặp. Khi bạn nói chuyện với sếp là một cặp. Khi bạn làm việc chung với đồng nghiệp thì những người đồng nghiệp của bạn với bạn là một cặp. Bản thân của đối tượng đó đã có tính chất nuôi dưỡng chúng ta rồi. Khi mình ý thức sự có mặt của đối tượng đó, mình quý giá cái sự có mặt của đối tượng đó, thì bản thân đối tượng đó đã nuôi dưỡng mình rồi. Huống chi đối tượng đó là một cái cớ, là một điều kiện để giúp tâm chúng ta có mặt. Nhờ quan sát đối tượng mà tâm chúng ta mới có mặt được. Cho nên khi bạn quan sát một đối tượng mà bạn quan sát đường nét chi tiết luôn, thì sự có mặt nó càng rất càng càng mạnh, càng vững. Và khi bạn làm bất cứ một cái gì, kể cả bạn tập yoga, bạn tập thể dục, bạn rèn luyện thể lực, bạn tập võ thuật, bạn viết thư pháp, bạn làm bất cứ cái gì mà chỉ có bạn với đối tượng đó, thì nó sẽ đạt tới đỉnh cao của sự luyện tập đó. Giống như khi bạn viết calligraphy, viết thư pháp, mà bạn đạt tới một cái trình độ là chỉ có bạn và cây bút thôi. Giống như là khi bạn sử dụng kiếm, chỉ có bạn với kiếm thôi. Thì người ta gọi là thiền kiếm là vậy. Tức là chỉ có một cặp đang tồn tại. Và một cặp đó bắt đầu nó hợp nhất từ từ. Và cuối cùng chỉ có một cái kiếm nó đang hoạt động mà thôi. Thì bạn sử dụng cây bút cũng vậy. Khi bạn với cây bút mà bạn ý thức được chỉ có bạn với cây bút đang tồn tại và loại những cái rác rến ở trong đầu ra. Mình sợ cái chữ này nó có đẹp hay không, nó nghiêng bên này hay nó ngã bên kia, rồi nó đá chỗ nọ. Cái sự phân tâm đó, cái sự lo lắng đó thì nó phá hỏng đi cái công trình của bạn. Và điều này nó đúng với tất cả mọi trường hợp. Cho nên bạn phải quyết tâm luyện tập làm sao để mà lúc nào cũng có thể tiếp xúc với đối tượng ở cái mức trọn vẹn nhất trong khả năng có thể. Dĩ nhiên là bạn có thể làm được 1-2 phút đầu, rồi sau đó những cái rác rến nó lại tụ trở lại, lại tiếp tục lo lắng, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tưởng tượng, tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục sợ hãi.
Rồi bạn lại dùng ý chí để mà nhắc nhở mình trở về tiếp xúc đi, trở về tiếp xúc đi. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó trở thành cái công phu của bạn. Công phu của bạn nằm ở chỗ đó. Tôi có thể tóm gọn cái bài thực tập của chúng ta bằng ba câu như sau. Các bạn cố gắng ghi nhớ. Câu thứ nhất đó là: ta đang làm gì đây? Hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Câu thứ nhất đó là: ta đang làm gì đây? Hoặc là ta đang tiếp xúc làm gì và tiếp xúc với đối tượng nào đây? Thí dụ như khi mình đang chải răng thì mình tự nhắc nhở, khi cái tâm mình đã chạy lung tung thì mình nhắc nhở là mình đang làm gì đây, thì lúc đó mình sẽ tự có câu trả lời là mình đang chải răng. Mà nhiều khi không cần câu trả lời bằng lời, tự hỏi là đã có câu trả lời rồi. Tức là khi mình hỏi là mình mới nhận ra được cái tình trạng của mình, đó là đang phóng tâm. Cho nên mình đem tâm mình trở về bằng cách là mình cảm thụ trực tiếp vào trong cái đối tượng, đó là hành động đang chảy ra. Vậy thì câu thứ hai đó là: ta có đang làm hết lòng không? Hay là ta có đang tiếp xúc hết lòng không? Và câu thứ ba luôn, đó là đối tượng ấy như thế nào? Đối tượng hay là công việc đang như thế nào? Câu thứ hai có cái từ là hết lòng, tức là mình kiểm tra coi là mình có bao nhiêu phần trăm, có đủ 100% để mà mình tiếp xúc đối tượng đó hay không. Có nhiều khi mình đang ăn và mình không biết mình đang ăn, cho nên là mình đã nhắc nhở mình quay trở về để mà cảm nhận cái việc mình đang ăn. Nhưng mà nhiều khi mình cảm nhận nó cũng rất là sơ sài, lấy lệ, cảm nhận cho có, cho nên mình phải kiểm tra một lần nữa là cảm nhận hết lòng không? Mình có ăn hết lòng không? Ăn hết lòng là ăn sao? Tức là tập trung ăn, không suy nghĩ gì hết. Chứ phải ăn hết lòng là ăn thật nhiều ha? Ăn thiệt tình đi, cho nên là ăn mấy tô gọi là ăn hết lòng. Mình không có ý đó. Ăn hết lòng tức là trong khi ăn, chỉ có tiến trình ăn diễn ra mà không có những cái rắc rến nó túm lấy mình, hay là nó làm ảnh hưởng tới mình. Thì có nhiều khi nó diễn ra có 70%, 80%, 90% hay là 100%. Ở đây nó không cần một con số chính xác, cần một cái ước lệ, một cái ước tính là nó ở khoảng chừng nào thôi. Mình chỉ đang cảm thụ chừng 50%, tức là tâm mình đang có mặt ở đây khoảng 50%, tức là lúc có lúc không nó chập chờn. Nhưng mà bây giờ mình xác định là tâm mình nó đã có mặt 100%. Tại vì khi mình muốn tìm hiểu nó đang có mặt bao nhiêu phần trăm thì tự động tâm nó sẽ trở về đầy đủ. Vấn đề còn lại là làm sao để mình duy trì cái sự có mặt đó đầy đủ liên tục. Vì vậy cho nên trong cái sự thực tập của chúng ta đó, Đức Phật nói là nó cần có 5 cái yếu tố. Một đó là tín. Thứ hai đó là tấn. Thứ ba đó là niệm. Cái thứ tư đó là định. Và thứ năm đó là tuệ. Cái này ở trong Phật học gọi là ngũ lực, năm sức chuyển hóa. Thì khi chúng ta thực tập một cái gì thì chúng ta phải có niềm tin vào cái sự thực tập đó. Tại sao mình thực tập điều này? Tại sao mình lại thực tập thiền? Thí dụ như trong phần thực tập thiền ăn thì bạn phải có niềm tin rằng thiền ăn sẽ giúp cho bạn ăn ngon hơn. Nó giúp cho bộ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt. Nó giúp cho bạn cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Và bạn đã từng trải qua kinh nghiệm thiền ăn rồi.
Với cái niềm tin này thì bạn sẽ thực tập tốt những buổi thiền ăn sắp tới. Thì trong cái sự thực tập nó phải có một niềm tin rất là mạnh mẽ thì mới thực tập được. Ví dụ như thiền đi, tại sao bạn phải đi chậm để cảm nhận bước chân? Tại vì đi như vậy thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thư giãn, thoải mái. Và khi đi chậm rãi, khoan thai như vậy, bạn bắt đầu ý thức ra cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có là bạn có được đôi chân. Và khi bạn đi từng bước và bạn cảm thụ rõ rệt, thì tâm bạn nó có mặt trong hiện tại. Và với tất cả những cái lợi ích đó, và bạn đã quyết tâm thực tập thiền đi ở mọi lúc, mọi nơi, như vậy là bạn đã có được cái niềm tin, tức là tín là niềm tin. Kế tiếp nó cần có một chất liệu, đó là nỗ lực liên tục, gọi là tấn hay là tiến, tinh tiến hay là tinh tấn, phải nỗ lực liên tục. Chứ còn nếu bạn chỉ có nửa giờ ngồi thiền mỗi ngày thôi đó, thì nó không có đủ thiếu gì để làm thay đổi được con người của bạn, hay là làm giảm bớt những cái năng lượng tiêu cực mà bạn đang có. Cho nên muốn trở thành một cái người thực tập thiền thật sự thì bạn phải có sự nỗ lực liên tục, phải quyết tâm hành thiền liên tục. Cho nên lúc nào mà bạn nhớ ra là phải nhắc nhở mình thực tập liền. Trở về giây phút hiện tại đi, cảm nhận đi, đang cảm nhận cái gì đó, bạn đang làm cái gì đây, bạn đang nấu ăn, bạn đang sắt gọt, bạn đang lau chùi, bạn đang tắm rửa, thậm chí là bạn đang nói chuyện trên điện thoại, bạn phải biết điều đó. Kế tiếp là bạn kiểm tra xem là mình nói chuyện trên điện thoại có hết động không. Nếu mình đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, có nhiều khi mình nói chuyện rất là hào hứng, rất là sôi nổi, tại vì mình thích người đó. Hoặc là cái câu chuyện giữa mình với người đó nó mang lại một cái cảm giác thoải mái dễ chịu nào đó cho mình, cho nên mình đã nói chuyện rất là sôi nổi. Và nhiều khi cái sự sôi nổi đó nó mất luôn sự kiểm soát. Ở đây chúng ta không cần sự sôi nổi, chúng ta cần sự hết lòng. Tại vì có những đối tượng mình nói chuyện cho có lấy lệ, nhất là cuộc điện thoại của gia đình. Nhiều khi gọi hoài chán, thành ra nói trả lời cho có lấy lệ để rồi cúp điện thoại. Hoặc là những cái người mà mình không thích, những cái người không mang lại cái quyền lợi thực tiễn cho mình, cho nên là mình đã cố gắng nói cho xong, nói lấy lệ. Đó là một cái trạng thái, đó là mình làm ở trong nhà thiền gọi là hư tâm. Bạn làm hư tâm của bạn, tức là làm mình tự thiết lập ra một cái cơ chế ở trong tâm á, nó bị lỗi, nó bị sai sót. Và cái lỗi này nó sẽ làm cho bạn không có bình an và hạnh phúc được. Tôi đóng vai, tôi đang làm công tác tư vấn tâm lý. Và thí dụ như những cái buổi thực tập, và sau khi kết thúc thì một số người tới muốn mình vấn đáp với họ, muốn mình tư vấn cho họ. Nhưng mà cái thời gian nó ngắn quá, cho nên mình không có thể trả lời một cách đầy đủ trọn vẹn nhất được. Hoặc là phải tới giờ về rồi mà lại có người hỏi. Tại vì tôi phải đi về cái chuyến xe nó có giờ hẳn rồi, cho nên mình phải đi liền. Mà nếu mà mình trả lời gấp gáp như vậy đó, có thể người ta sẽ hiểu lầm, hoặc là mình sẽ nghe không có hết những cái chia sẻ của người khác. Cho nên tôi đành phải khước từ, tôi nói là xin lỗi và không thể nghe tiếp được nữa, bây giờ phải đi. Hoặc là bây giờ có quá nhiều việc phải giải quyết, cho nên là không có đủ tập trung để mà nghe hết câu chuyện này, thì tôi xin hẹn là lần khác, xin lấy một cái hẹn khác. Thì như vậy nó không làm cho mình bị hư tâm. Tại vì nếu mà mình cố gắng ngồi nghe mà mình không có thật sự nghe nổi, không có chú ý lắng nghe, thì mình sẽ làm hư hao đi cái khả năng lắng nghe mà cần thiết phải có của một nhà tâm lý trị liệu. Một người làm công tác tâm lý trị liệu là phải có khả năng nghe rất là giỏi. Mà giỏi ở đây cái điều kiện cơ bản là phải nghe cho hết lòng. Mà trong cái nghe hết lòng này là bạn nghe giống như là lần đầu được nghe. Nghe một câu chuyện hoàn toàn mới toang, bạn không biết gì về nó hết. Bạn hấp thụ một cách trọn vẹn, chứ bạn không có suy đoán. Nhiều khi người ta mới nói có mấy câu, cái bạn nhớ câu chuyện của người nào đó tương tự câu chuyện này, cái bạn tưởng câu chuyện này cũng giống như câu chuyện kia, rồi bạn lại kết luận câu chuyện này cũng chính là câu chuyện kia. Thì đó là cái khả năng nghe nó bị yếu, bị sai sót. Vậy thì khi bạn làm một cái gì cũng vậy, khi bạn ăn, khi bạn nói, khi bạn hành động, khi bạn nghe, khi bạn tiếp xúc với bất cứ cái gì cũng phải đặt cái sự hết lòng. Bạn làm việc ở trong công ty, nhiều khi một ngày như vậy là 10 tiếng hay là nhiều hơn 10 tiếng có thể làm cho bạn mệt. Và buổi sáng thì bạn làm khá tốt, buổi chiều thì bạn làm
tệ hơn, tại vì năng lượng nó cạn dần. Vậy cho nên là bạn làm một số việc buổi chiều bạn giải quyết một cách qua loa, hay là làm cho có, làm lấy lệ, thì cái này nó sẽ đem tới sự thiệt thòi cho bạn nhiều nhất. Mặc dù là cái sản phẩm bạn tạo ra là cả tập đoàn, cả công ty đều chịu ảnh hưởng, nhưng mà cái người chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là chính bạn. Và tại vì bạn đang luyện tập cho mình một cái thói quen sơ sài, lơ đễnh, hờ hững, vô tâm. Và với cái kỹ năng đó, với cái thói quen đó, khi bạn đặt vào cái môi trường hạnh phúc gia đình thì bạn hoàn toàn thất bại. Vì vậy cho nên là chúng ta đang cố gắng xây dựng cho mình một cái kỹ năng, đó là làm cái gì phải hết lòng với cái đó, tiếp xúc với cái gì phải tiếp xúc cho nó hết lòng hết dạ. Còn nếu mà cảm thấy mình không thể làm điều đó một cách trọn vẹn thì từ chối bớt. Câu thứ ba mà bạn cần kiểm tra đó là cái đối tượng hay là cái công việc mà mình đang tiếp xúc đó, nó như thế nào. Hai câu đầu là bạn kiểm tra chính mình, câu thứ ba là bạn kiểm tra đối tượng. Thí dụ khi bạn thở thì bạn kiểm tra coi xem hơi thở của bạn như thế nào. Hơi thở của bạn như thế nào cũng được, bạn không cần phải điều khiển hay là sửa đổi hơi thở của bạn phải như thế này hay là như thế kia. Ở đây là bạn cần xây dựng cho mình một khả năng quan sát tường tận, chi tiết, chính xác về một đối tượng. Còn đối tượng đó như thế nào kệ, không quan trọng. Cho nên hơi thở của bạn nó có ngắn, có dài cũng không sao. Nó có hỗn hển, nó có mịn màng cũng kệ. Quan trọng là bạn ghi nhận được tiến trình đó, biết rất rõ về đối tượng. Bạn đang luyện tập kỹ kỹ năng đó. Vậy thì để làm được điều này thì bạn phải giữ cái tâm của mình nó thuần khiết, nó trong sáng, thì nó mới ghi nhận một cách đầy đủ và chi tiết được. Chứ còn bạn nói mới nhìn qua biết rồi, sống mấy chục năm có gì đâu không biết. Cho nên là mình quan sát rất là sơ sài, rất là cẩu thả. Và mình quan sát bằng cái thành kiến cũ, tức là mình nghĩ mình đã biết về cái đối tượng đó rồi. Cho nên là cái cách kiểm tra, cái câu thứ ba là nó kiểm tra về đối tượng. Khi bạn cắm một bình hoa thì bình hoa đó như thế nào rồi? Khi bạn nấu một bữa ăn thì thức ăn như thế nào rồi? Khi bạn nói chuyện với người đó thì người đó bây giờ như thế nào rồi? Là bạn cần biết rõ về đối tượng. Thì cái chữ tinh tấn ở đây nó có nghĩa là cái tâm mình nó phóng đi, ráng kéo về. Nó phóng đi, cố gắng siêng năng chịu khó đưa nó trở về. Còn nếu mà bạn cho đi tuốt lốt luôn á thì coi như là bạn không có đắc công phu, không có thành tựu được cái năng lượng thiền tập của mình được. Trong giờ ngồi thiền cũng vậy, nó cần có cái sự tinh tấn. Tinh tấn đây không có nghĩa, chỉ có nghĩa là bạn xách gói đi ngồi thiền đúng giờ mới gọi là tinh tấn, hay là một ngày ngồi thiền 2-3 giờ thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn đây có cái nghĩa sâu sắc hơn. Ở trong thiền tập, tinh tấn có nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, hay là luôn luôn giữ sự tỉnh thức. Mỗi lần tâm mình nó phóng đi về quá khứ hay là đi về tương lai, là chịu khó đem nó trở về với hiện tại và tìm cho nó một đối tượng để đặt nó vào. Thì những đối tượng mà nãy giờ chúng ta liệt kê, trong đó có thân thể chúng ta, từng bộ phận trên thân thể. Bạn muốn đặt nó vào mắt, vào môi, vào toàn gương mặt, vào đôi bờ vai, hay là đặt vào hơi thở. Hoặc là bạn có thể đặt nó vào bước chân khi bạn đang đi, bạn có thể đặt vào cánh tay bạn khi bạn đang làm một cái việc gì đó. Thậm chí bạn có thể đặt nó vào cái giọng bạn đang nói. Khi bạn đang nói, bạn ý thức bạn nói cái gì, cách bạn phát âm tròn vành rõ chữ, bạn nghe rõ cái giọng của mình ngân ra, ngân vang, hay là bạn có thể biết được mình sử dụng câu cú như thế nào, biết rõ âm lượng của cái giọng mình đang nói, nghĩa là bạn đang thiền tập, nghĩa là bạn đang có một đối tượng để mà đặt cái tâm của mình vào. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta đầu tiên là hãy mượn thân thể của mình làm một đối tượng để quan sát. Ngoài ra mình có thể mượn một đối tượng khác để quan sát, đó là những cảnh vật xung quanh, những đối tượng, những sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh. Thí dụ bạn ngắm một đóa hoa, hay là bạn mượn cái tách trà, hay là bạn nhìn vào một ngọn nến, hay là bạn nhìn em bé, bạn nhìn bất cứ một cái vật thể nào, bạn cũng có thể
mượn đó để làm một cái đề tài để thực tập, là một đối tượng để thực tập. Thí dụ khi bạn mở vòi nước mà bạn thấy cái tâm của bạn nó suy nghĩ lung tung quá trời quá đất, thì bạn tự nhắc nhở mình là thôi hãy cảm nhận cái vòi nước đi. Và bạn đưa tay tới, cảm nhận cái tay mình chạm vào vòi nước, và mở cái vòi nước, bạn cảm nhận nước nó tràn trên tay của bạn. Bạn chỉ có sự cảm nhận. Nếu bạn duy trì sự cảm nhận đó thêm một chút nữa, thêm một chút nữa và thêm một chút nữa, cái đó chính là sự tinh tấn, thì nó sẽ tạo ra một cái lực. Càng lâu thì nó tạo ra một cái lực gọi là định lực hay là niệm lực. Chú ý và niệm là sự quan sát. Trong quá trình thực tập thiền của bạn, nó gồm có tính là niềm tin, thứ hai là sự tinh tấn nỗ lực liên tục, thứ ba là có lúc bạn chú ý, có lúc bạn chuyển sang quan sát. Cái tâm bạn nó có hai cái chức năng như vậy. Chú ý là bạn chỉ dán mắt vào đối tượng, mà đôi khi bạn không cần biết đối tượng đó như thế nào, bạn chỉ cần mượn đối tượng để mà bạn định tâm thôi. Còn quan sát là bạn muốn biết rõ chi tiết về đối tượng, quan sát tổng quát hoặc là cụ thể từng chi tiết một, cái đó gọi là niệm. Còn tuệ có nghĩa là bạn có sự hiểu biết về cái tình trạng của bạn, để bạn biết là nên chú ý nhiều hơn hay là giảm sự chú ý lại mà tăng cái sự quan sát, hoặc là không cần quan sát, không cần chú ý gì hết mà chỉ cần có sự thả lỏng thôi. Thì tuệ đó là một cái khả năng biết về cái tình trạng thực tập của mình. Trong những buổi học tới thì chúng ta sẽ học kỹ về định với niệm. Bài thực tập chỉ có vậy thôi, nhưng mà rất là khó. Nó trở nên dễ khi bạn đến một cái trung tâm thiền tập bạn ở. Tại vì sao? Tại vì ở đó ai cũng thực tập như vậy hết. Nó sẽ truyền cảm hứng cho mình và nó nhắc nhở mình thực tập. Thí dụ khi mình đi nhanh quá, đi mà không có để ý tới bước chân, thì mình nhìn thấy những người bạn đồng tu của mình đi rất là khoan thai, tỉnh tại, thì mình sẽ được nhắc nhở. Tự động mình nhìn thấy người ta đi chậm rãi khoan thai thì mình sẽ giảm tốc độ đi lại và mình bắt đầu cảm nhận lại đôi chân của mình. Và ở trong đó, ở trong cái trung tâm thiền tập thì ai cũng ăn trong im lặng, và một cái muỗng cơm như vậy họ nhai 40-50 lần, nhai rất là kỹ rồi mới nuốt, thì mình đâu có thể nào làm khác hơn được. Rồi những cái giờ hành thiền, thời khóa hành thiền liên tục, ngồi thiền rồi đi thiền hành, rồi ăn trong im lặng, rồi làm việc trong im lặng hay là làm việc trong thiền tập, thì tất cả những cái hoạt động đó nó nhắc nhở mình liên tục. Vì vậy cho nên cái tâm mình nó rất là dễ để thường xuyên có mặt trong giờ phút của hiện tại. Nói một cách khác là một cái người mà mới bắt đầu thiền tập có thể nói là giống như một baby được sinh ra đời, và nó rất là cần một điều kiện ưu tú đặc biệt để mà chăm sóc dưỡng nuôi cho baby đó, baby thực tập. Nhưng mà chúng ta không có đủ may mắn để mà có được cái môi trường đó. Một baby mới được sinh ra đời mà bắt nó hoạt động với một cái tần suất rất là lớn, chúng ta luôn bị áp lực của công việc, rồi áp lực của tình cảm nữa. Cho nên là mới ngồi thiền được có nửa tiếng, đứng lên là năng lượng nó tuột hết rồi. Khi mà mình gặp mặt người đó là năng lượng nó tan biến thành mây khói, tại cái mặt người đó khủng khiếp quá. Hay là bao nhiêu công việc rắc rối đang chờ mình giải quyết, mình vừa ngồi thiền xong đứng lên là không còn năng lượng nữa hết, tại vì phải nhức đầu suy nghĩ về những dự án, những kế hoạch. Cho nên bạn muốn có được một cái đà thực tập, đà tức là một cái cảm hứng thực tập liên tục không có dừng lại, thì thông thường là bạn phải đến một cái trung tâm thiền ở 7 ngày hay là 10 ngày để bạn mài dũa liên tục trong suốt thời gian đó. Để khi bạn rời trung tâm thiền rồi đó, thì bạn có được một cái thói quen mới. Thói quen đó là luôn quay về với giây phút của hiện tại. Mặc dù là tâm bạn nó vẫn còn phóng đi về quá khứ hay là tương lai, nhưng mà mỗi ngày như vậy, cái tâm của bạn nó ở trong giây phút hiện tại. Nhiều khi bạn có thể đếm được, thí dụ như ngày đầu tiên là 10 lần, ngày kế tiếp là 20 lần, ngày kế nữa là 30-40 lần chẳng hạn. Thôi thì nếu mà chúng ta chưa có cái điều kiện thuận lợi để mà mình đến trung tâm thiền mình ở một cái thời gian đủ để có thể tạo ra được cái đà thực tập, thì các bạn phải cần có sự nỗ lực bản thân rất là nhiều. Chúng ta phải cố gắng sắp xếp cái đời sống của mình lại cho nó gọn gàng. Nói như Trịnh Công Sơn là về thu xếp lại. Không phải kêu các bạn về phòng rồi xếp quần áo rồi dọn dẹp phòng ốc lại. Về thu xếp lại có nghĩa là những cái gì mà nó không cần thiết
nó dư thừa thì bỏ bớt. Giống như cái cây của mình, những cái cây, những cái nhánh nào mà nó không cho ra hoa trái thì thôi chặt bỏ, để dành năng lượng nó nuôi những cái cành nhánh khác. Thành ra có những cái mối quan hệ, hay là có những cái mong cầu, những cái kế hoạch mà mình thấy nó không thật sự cần thiết, mà nó rút cạn cái năng lượng của mình, làm cho phẩm chất đời sống của mình đi xuống, thì mình nên cố gắng buông bỏ bớt, để mình còn dư năng lượng ra để phát triển cái gì mà mình đang muốn học hỏi và luyện tập, đó là thiền. Chứ còn nếu mà bạn vẫn tiếp tục bận rộn, tiếp tục căng thẳng, rồi vẫn chạy ngược chạy xuôi, và mình có một cái ước mơ là khi mình ngồi thiền được nửa giờ thì nó là một cái phép màu để nó làm thay đổi toàn bộ cục diện của mình, nghĩa là mình vẫn tham, mình vẫn giàu mà mình không bị căng thẳng, mình không có buồn giận, mình không có phiền não gì hết, mình rất là cân bằng, không thể nào được. Dĩ nhiên là bạn có thể làm được điều đó. Bạn thực tập thiền một thời gian lâu, nỗ lực của bạn mạnh, thì bạn có thể có thêm những cái ước muốn, có thêm những hoài bão, có thêm những kế hoạch dự án, không là vấn đề. Tức là khi năng lượng của bạn đầy đủ rồi thì bạn có thể làm được rất là nhiều thứ. Nhưng mà nếu bạn nhận ra rằng tình trạng năng lượng của bạn đang không tốt, bạn rất là dễ nổi quạo, bạn rất là dễ bị suy sụp tinh thần, dễ bị tổn thương, dễ rơi vào lạc lõng cô đơn, có rất nhiều vấn đề tâm lý, nói chung là đời sống tâm lý của bạn đang bất ổn, đang mất cân bằng, thì bạn phải dành nhiều ưu tiên để phát triển thiền tập. Ngoài việc bạn đến lớp để bạn có cái thông tin đầu vào, bạn có cái right understanding, tức là hiểu rõ về cái phương pháp thực hành ra, bạn nắm được kỹ thuật rồi, cái còn lại là bạn phải siêng năng thực tập. Mà như đã nói, siêng năng thực tập ở đây không chỉ là bạn ngồi thiền nửa giờ hay là một giờ trong một ngày, mà phát triển thiền liên tục liên tục. Cho nên bạn phải có niềm tin, tức là mình tin rằng khi mà mình thực tập thiền thì tâm mình nó sẽ bình an hơn, và đó là thứ mình đang cần, thì bạn mới có thể thực tập tốt được. Còn nếu mà bạn thực tập thiền chỉ để xả stress thôi, mà xả cũng được mà không xả cũng không sao, thì tất nhiên là bạn không thể phát triển cái pháp hạnh của mình được. Cái công phu của bạn nó trông cậy vào cái niềm tin bạn và pháp hạnh và sự nỗ lực liên tục. Và bạn nên có một cái quyển nhật ký thiền tập. Và mỗi ngày như vậy, bạn có thể ghi xuống cái sự thực tập của mình. Thì trong cái bài tập đầu tiên là bạn có thể ghi xuống là mỗi ngày như vậy, ngày hôm nay thì mình có mặt trong giây phút hiện tại được bao nhiêu lần. Đó là những lần nào mình ngồi nhớ lại. Lần đó ở đâu, làm gì. Và mình duy trì được trong mấy phút, 1 phút hay là chỉ có 30 giây, hoặc là 3 phút, 5 phút. Cứ ghi rõ, ghi một cách trung thực. Nó là nhật ký của mình mà, cho nên mình không có cần cho ai xem, mình xem là được rồi, để mình có thể biết được cái sự tiến bộ của mình trong thiền tập là như thế nào. Kể cả mình có thể ghi luôn những cái bước trượt, tức là mình ghi luôn là ngày hôm nay khi mình làm công việc đó là mình đã bị cuốn hẳn vào trong công việc đó suốt 1 giờ đồng hồ mà mình không có nhận ra được gì hết. Mãi khi mình nghe tiếng chuông nhà thờ đó, mình nghe em bé khóc, mình nghe tiếng cửa một cái rầm, hay mình nghe ai gọi đó, tiếng điện thoại reng lên, mình mới giật mình trở về với giây phút của hiện tại. Thì mình ghi luôn cái bước trượt đó. Cái điều này sẽ giúp cho các bạn nhìn kỹ vào cái phần thực tập của mình, thì như vậy nó mới có tiến bộ được. Và điều kiện thuận lợi nữa là nếu bạn có thêm một người nữa cùng thực tập với mình, và hay nhất vẫn là người đang sống chung với mình hay là làm việc với mình, thì sự thực tập của họ sẽ nâng đỡ của mình cho mình rất là nhiều. Họ không chỉ không làm ảnh hưởng đến cái sự thực tập của mình, mà họ còn có truyền thêm cảm hứng và nhắc nhở thường trực cho cái sự thực tập của mình. Ước gì có người hỏi, bạn đang làm gì đó? Bạn đang làm gì đây? Bạn đang tiếp xúc với ai đây? Câu thứ hai, bạn có đang tiếp xúc thực lòng không? Bạn có đang ăn thực lòng không? Bạn có đi thực lòng không? Bạn có nói thực lòng không? Ước gì có người nhắc nhở như vậy. Thứ ba là đối tượng tiếp xúc như thế nào rồi, đang diễn ra như thế nào, cái gì đang diễn ra trên đối tượng đó. Ai là người nhắc nhở mình thường trực như vậy? Chính mình. Mình có thể làm được điều đó. Từ từ, đừng có nóng vội. Từ từ, mình cứ nhắc nhở mình liên tục trở về với hiện tại. Rồi khi nào trở về được rồi thì nhắc nhở mình 3 câu này. Từ từ nó sẽ trở thành một cái thói quen. Luôn tự nhắc nhở mình.
Và một phần phụ thêm nữa là ngoài việc luôn tự nhắc nhở mình để có sự tỉnh thức liên tục, thì bạn cũng nhớ một điều rằng trong khi thực tập phải có sự thư giãn. Dù mình đang chú ý hay là quan sát một cái gì cũng phải có sự thư giãn. Tại vì không có sự thư giãn có nghĩa là bạn đang căng thẳng. Thiền tập mà đang căng thẳng thì chừng nào mới giảm stress được? Tại căng thẳng chính là stress. Căng thẳng là mình muốn một cái gì đó nó phải xảy ra đúng với cái ý của mình. Và mình sợ một cái gì đó xảy ra khác với ý của mình. Nhiều khi mình mang luôn cái thói quen đó vào trong thiền tập. Mình sợ mình quan sát không được, mình sợ mình chú ý không được. Có rất nhiều cái sự lo lắng và sợ hãi mang vào trong thiền tập. Từ từ mình mới gạn gạn những cái đục đó để mình khơi trong. Từ từ mình mới lấy ra được những cái thói quen đó. Và khi bạn lấy ra được một vài cái thói quen tiêu cực trong thiền tập, thì phẩm chất thiền tập nó phát triển rất là nhanh. Có nhiều người tu hoài không tiến là nó sai ở cái mặt, ở cái chỗ là thái độ thực tập. Không có đúng. Nhiều khi nôn nóng quá, nhiều khi mong cầu quá, nhiều khi quyết liệt quá mà nó không có tác dụng hoặc là phản tác dụng. Cho nên cái thái độ thiền tập rất là quan trọng. Và điều này các bạn sẽ được chia sẻ liên tục suốt trong khóa này, được nhắc nhở rất nhiều về như thế nào là một thái độ thiền tập đúng đắn. Khi mình nghe chuông thì đó cũng là một cơ hội để thực tập. Chỉ có mình với tiếng chuông thôi. Và không có sự suy nghĩ nào hết, chỉ có sự cảm nhận. Và mình với tiếng chuông là một cặp. Bây giờ cái gì cũng là một cặp hết. Mình đứng lên thì mình với tiến trình đứng lên là một cặp. Mình mang dép vô, mình với đôi dép là một cặp. Mình bước xuống cầu thang thì mình với đôi chân của mình là một cặp. Một cặp hoài nghe cũng mệt lắm. Cho nên mình sẽ báo trước là các bạn sẽ rơi vào tình trạng là thấy chán. Cứ một cặp hoài. Cho nên là mình muốn suy nghĩ trở lại cho nó khỏe. Tại vì thói quen của mình là thích suy nghĩ. Nhưng mà không sao, thì bạn cứ suy nghĩ hồi chán rồi quay về một cặp tiếp. Rồi bắt đầu bạn sẽ tìm được cái hỷ lạc từ cái một cặp đó. Tức là khi bạn thực tập mà bắt được nó rồi đó, bắt được mạch của nó rồi, tìm ra được cái trái tim của sự thực tập rồi, biết được cái kỹ thuật thực tập và nếm trải được nó, gắn kết được với nó rồi, thì tự nhiên nó có sự bình an, có sự thoải mái và có sự dễ chịu, thì bạn sẽ thích thực tập.